Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh của Viettel Store TV. Và trên tay tôi đang là chiếc Oppo A71 phiên bản năm 2018. Và đây là phiên bản giá rẻ mà Oppo vừa ra mắt với mức giá chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng mà thôi. Và như tôi nhớ không nhầm thì chiếc A71 năm ngoái thì chúng ta có cái mức giá là 4.690.000. Vậy thì tại sao Oppo lại ra mắt một cái sản phẩm mới như thế này mà không phải là giảm giá cái phiên bản cũ? Bởi vì tôi thấy chiếc Oppo A71 phiên bản năm 2018 này hoàn toàn giống so với chiếc A71 trước đó. Và cách làm nào thì cũng có chủ ý của nó thôi. Vậy thì trong video này tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao Oppo lại ra mắt chiếc A71 hoàn toàn mới như thế này nhé. Và tất nhiên thì đây sẽ là chủ ý của nhà sản xuất rồi. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá xem điểm khác biệt nào giữa chiếc Oppo A71 năm 2018 này so với phiên bản Oppo A71 cũ nhé. Oppo A71 năm 2018 có thiết kế với kiểu dáng quen thuộc và giống hệt phiên bản tiền nhiệm. Kiểu thiết kế không viền đang là xu hướng của smartphone trong năm nay. Tuy vậy, với một chiếc điện thoại nằm ở phân khúc giá rẻ thì có lẽ chúng ta không nên đòi hỏi ở kiểu thiết kế này. Nhìn chung thì với kiểu thiết kế cơ bản như vậy, điểm cộng là lớp vỏ nhựa giả kim loại với độ dày và trọng lượng ở mức vừa phải. Máy cầm ôm tay và gọn do các cạnh bo viền và kích cỡ màn hình không quá lớn, chỉ là 5,2 inch. Thiết kế, cân nặng, kích thước của hai phiên bản cũng hoàn toàn tương tự như nhau. Ở phía mặt trước, phần viền màn hình của A71 có thiết kế phẳng, không viền cong 2.5D và cũng không có cảm biến vân tay. Màn hình cũng nhô hẳn lên so với khung máy nên sẽ gây cảm giác thiếu liên lạc và cấn tay khi cầm nắm. Ngoài ra, Oppo còn dán sẵn miếng dán nhựa để chống sức màn hình giống như các sản phẩm khác gần đây của họ. Viền màn hình cũng được tối ưu ở mức trung bình, tỷ lệ màn hình đạt ở mức 68%. Chiếc điện thoại này có hiện tại đang có hai lựa chọn màu đen và vàng. Ở phiên bản màu đen, bề mặt lưng nhám và rất dễ bám vân tay. Các chi tiết trên các cạnh và độ hoàn thiện của sản phẩm ở mức khá. Nằm trong phân khúc smartphone giá rẻ, Oppo A71 2018 được sở hữu màn hình TFT có kích thước là 5,2 inch và độ phân giải là HD. Qua trải nghiệm thực tế thì mật độ điểm ảnh như vậy có thể khiến nhiều chi tiết chưa được xác mịn, song vẫn đủ cho những người có nhu cầu xem phim và lướt web. Màu sắc được tái tạo khá tự nhiên gần với màu tiêu chuẩn. Điểm qua thông số cấu hình của Oppo A71 2018, máy chạy vi xử lý Qualcomm Snapdragon 450 8 nhân, xung nhịp là 1.8 GHz, nhân đầu họa GPU Adreno 506 và bộ nhớ RAM là 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Máy chạy hệ điều hành ColorOS 3.2 chạy trên nền tảng Android 7.1. So sánh với phiên bản tiền nhiệm, có thể thấy nhà sản xuất đã thay đổi con chip khi họ đã không sử dụng con chip MediaTek vốn nổi tiếng về tiết kiệm năng lượng mà quay sang sử dụng con chip của Qualcomm thiên về hiệu năng hơn. Đây là điểm cộng khá lớn dành riêng cho phiên bản 2018. Tuy vậy thì điểm trừ lại là phiên bản này lại chỉ có 2GB RAM mà thôi, trong khi phiên bản cũ là 3GB RAM. Điều này sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng của máy, nhưng những tác vụ đa nhiệm sẽ không thực sự tốt như trước nữa. Nếu bạn không có thói quen sử dụng cùng lúc nhiều ứng dụng như kiểu vừa chơi game lại phải vừa chat Facebook với bạn gái, đồng thời lại lướt web thì cái vấn đề này không quá nghiêm trọng. Oppo A71 2018 vẫn chỉ sở hữu bộ nhớ trong là 16GB nhưng hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. Chính vì vậy, nếu 16GB là không đủ thì các bạn có thể mua thẻ nhớ gắn ngoài để tăng thêm dung lượng bộ nhớ. Oppo A71 2018 có viên pin không đổi là 3000 mAh, củ sạc đi kèm là 5V và 1A, không hỗ trợ sạc nhanh. Dung lượng pin ở mức khá so với kích cỡ và độ phân giải màn hình và cấu hình của máy. Theo như trải nghiệm thực tế thì máy có thời lượng pin là khoảng 6 đến 7 giờ lướt web và xem phim liên tục. Nếu chơi game nặng thì cũng có thể đáp ứng khoảng hơn 4 giờ. Theo mình thì đây là một mức pin hợp lý. Với mức sử dụng thông thường thì chúng ta có thể đáp ứng trong vòng một ngày sử dụng. Sáng bắt đầu ngủ dậy từ 7 giờ cho đến khoảng 8-9 giờ tối mới phải sạc pin. Nếu chỉ điểm qua các thông số cơ bản thì Oppo A71 2018 và phiên bản cũ hoàn toàn không khác nhau khi sở hữu camera chính có độ phân giải là 13 MP, khẩu độ là f2.2 và 5 MP cho camera trước có khẩu độ là f2.4. Tuy vậy, thực sự thì Oppo đã có những thay đổi khá lớn ẩn sau đó khi mà trang bị công nghệ tự động làm đẹp bằng trí tuệ nhân tạo. Đây là công nghệ độc quyền do chính Oppo tự phát triển và nó cũng đã xuất hiện khá đình đám trên chiếc Oppo F5. Công nghệ làm đẹp bằng trí tuệ nhân tạo AI bên trong Oppo A71 năm 2018 chứa một kho dữ liệu khuôn mặt rất lớn, giúp nhận diện những đặc điểm khác nhau trên gương mặt của người dùng ở khắp nơi trên thế giới. Nhờ vậy, camera của máy sẽ nhận diện được màu da, tình trạng của da, giới tính và độ tuổi của chủ thể, so sánh với kho cơ sở dữ liệu và tự động cải thiện vẻ đẹp cho từng cá nhân trong khung hình selfie. Ngoài ra thì mỗi lần chụp ảnh, máy cũng sẽ tự lưu lại các chi tiết chân dung và khuôn mặt của người dùng. Qua nhiều lần chụp khác nhau, camera sẽ tự học hỏi được các thông tin này để các lần chụp sau đó sẽ tự điều chỉnh sao cho tấm hình ngày càng đẹp hơn. Và để tổng kết lại, theo đánh giá của tôi về chiếc Oppo A71 này thì nó hoàn toàn chưa thực sự là xuất sắc. Tuy vậy thì trong khoảng giá này thì chúng ta vẫn không thể đòi hỏi nào nhiều hơn. Và cuối cùng, để đánh giá được chiếc Oppo A71 năm 2018
thì theo tôi sẽ sử dụng một cụm từ đó chính là tròn vai. Nó không hoàn toàn xuất sắc, tuy vậy thì nó cũng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của người dùng, mà điểm nhấn lớn nhất đó chính là hiệu năng và khả năng chụp ảnh. Ngoài ra thì dung lượng pin cũng khá là tốt trong tầm tiền, tuy vậy thì máy vẫn có nhược điểm. Và cái nhược điểm đầu tiên đó chính là máy cũng chỉ có dung lượng là 16GB mà thôi. Mặc dù vậy thì máy vẫn hỗ trợ gắn thẻ nhớ ngoài. Cái nhược điểm thứ hai đó chính là máy không hề có cái bảo mật nào khác mà các bạn sẽ phải nhập passcode. Nếu như trên chiếc Oppo F5 và chiếc Oppo F5 Plus thì Oppo đã trang bị cho hai chiếc máy này cái bảo mật vân tay và bảo mật nhận diện khuôn mặt. Thì chiếc Oppo A83 thì họ đã rút gọn đi, chỉ còn bảo mật nhận diện khuôn mặt mà thôi. Và trên chiếc Oppo A71 này thì họ lại rút gọn đi, không có bảo mật khuôn mặt cũng như là bảo mật vân tay. Và có lẽ thì với cái tầm giá chưa đến 4 triệu như thế này thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi gì thêm. Bạn đánh giá sao về chiếc sản phẩm này? Có xứng đáng để sở hữu trong tầm giá dưới 4 triệu đồng hay không? Hãy comment cho Viettel Store được biết nhé. Còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.